Có những câu chuyện thường bắt nguồn bởi sự tình cờ, mà thường thì mọi chuyện bắt đầu bằng sự tình cờ nên cho kết quả rất là tốt đẹp nha các bạn. Và cái clip này cũng vậy. Chuyện là khi mình lên Đà Lạt á, buổi chiều mình đã ăn vặt vài món rồi nên tối là định bụng đi kiếm một quán nào đó chiêu chiêu, uống vài ly bia ngắm cảnh, sau đó cưỡi xe đạp để thưởng thức cái không khí se lạnh của Đà Lạt. Nên mình có hỏi bà chị dân local ở đây quán nào phù hợp với tiêu chí trên. Chị của mình có chỉ với mình hai quán và quán này là quán gần nhất ở từ vị trí khách sạn mình đi ra các bạn, và mình vào thử thôi và kết quả cho mình là khá là ok nha các bạn. Thì quán thì nằm khá là thoáng nha, nằm ngay mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão luôn, mặt một bên mặt tiền của cây xăng và một bên là mặt bờ kè nha, cầu kè ở chỗ công viên ánh sáng phường 1 các bạn. Quán thì decor với cái tông màu chủ đạo là đen và trắng nên khá là sang nha. Lúc mình vào quán mình thấy có hai sinh nhật đang tổ chức ở đây luôn nha. Nhưng mình thấy khách ở đây đa phần là các bạn trẻ cỡ sinh năm 2K và cu 9X đó các bạn. Thì tới lúc đồ ăn dọn lên á, thì mình đã chốt hạ phải về làm clip thôi. Và lúc này mình khá hài lòng với cái quán này rồi. Đồ ăn thì khá là ngon, mình kêu bốn món như trên đây nè, nêm nếm thì khá là vừa ăn và lượng đồ ăn cũng khá là nhiều so với giá cũng như là decor trang trí của quán nha. Đặc biệt là quán lên đồ ăn khá là nhanh, mình nhân viên rất là thân thiện. Còn đây là menu cho các bạn tham khảo này. Menu này thì mình cũng xin là hình ảnh của đứa bạn đi chung với mình thôi, chứ mình không có quay lúc mà là định làm clip nha. Tạm biệt các bạn, mong rằng video này đã đem đến cho các bạn một sự lựa chọn mới khi đến Đà Lạt. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.